Xin chào toàn thể các em học sinh thân mến. Thầy tên là Dương Minh Tài, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình thể dục lớp 4. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nội dung trò chơi trong sách giáo khoa lớp 4. Trong khi ngồi học, các em cố gắng tập trung chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Trò chơi chuyển bóng tiếp sức. Về mục đích: rèn luyện sức nhanh, phát triển kỹ năng khéo léo, rèn luyện khả năng phối hợp. Về yêu cầu: biết cách tham gia trò chơi, hiểu được cách chơi cũng như là luật chơi. Về cách chơi: chúng ta sẽ tập hợp lớp thành 4 hàng dọc. Mỗi tổ có số học sinh bằng nhau. Đầu tiên, người đầu hàng cầm một vỏ bóng để chuẩn bị. Khi có hiệu lệnh, người đầu hàng chuyển quả bóng cho người tiếp theo qua đầu, lần lượt đến người cuối hàng. Người cuối hàng sau đó hô đằng sau, quay và lần lượt chuyển lên cho người phía trên lên đầu hàng. Tổ nào tới trước thì thắng cuộc. Sau đây các em cùng xem lại bức tranh trò chơi chuyển bóng tiếp sức. Các em hãy nhìn. Quả bóng đầu tiên sẽ nằm ở vị trí hai bạn đỡ đầu hàng. Khi có hiệu lệnh thì các bạn ở đầu hàng chuyển bóng ra sau lưng cho bạn thứ hai, rồi bạn thứ hai chuyển bóng bạn thứ ba và chuyển cho đến bạn cuối cùng chỗ này. Thì bạn cuối cùng sẽ hô đằng sau, quay. Thì tất cả quay lại mặt ra phía sau và bạn cuối cùng này sẽ chuyển bóng ra sau lưng tiếp tục lên cho bạn kế bên và bạn kế bên phải chuyển lên cho đến bạn đầu hàng này. Thì tổ nào chuyển xong trước không phạm quy là tổ đó thắng cuộc. Thì đó là trò chơi chuyển bóng tiếp sức. Vừa rồi các em đã xem xong nội dung bài giảng trò chơi. Thầy mong rằng các em sẽ hiểu được mục đích của trò chơi cũng như là cách chơi. Video bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc các em học tập thật tốt. Thầy xin chào các em.